sôm chô rôm rôm lêch tục phong và đây xâm lành sôm ôi bóng tự bán chọc nà miền chết kéo dân chuốc khne tiết nà bóng. Đúng một năm nè, bất chìa mình ai cũng nọt bàn nụ tê thá nâng trâu xlap nọc bê ná, vê lê ná, rư mong ná, rư thang ngay ná đủ lời bố ở vầy vầy chìa cho bạp thăm chết bàn cũng nọt rụt bọc hai. Này ca chạ chênh mùi nì. Tù giang đôi chìa bọn bọc mẹ nì bàn chuốc nơi cục nạ chả nà chó bắt đá lâu xlap bạch bọn chì vật trang vầy khmê bạp nì. Đại thuở áo trong cổ xá nâng sạch nhiệt bọn bọn mật phép. Nâng xa xa nụ xa bật chìa mẹ ca sau xa đáy nâng kìm kram chìa khăn. Chạy xa đáy nâng nông cả nẹ nây Facebook mùi bàn bạp ạch đăng thà mà xa vầy ní tự bạp khá nhóm thá rụp mà môn kẹ nền nìa cầu ca thăm ấy. Bà khá nhóm plịch khá nhóm mơ tài kraoi tù sạp khá nhóm đăng hời. Lươn bệch hời kru Việt Sà xông tư ỏi bàn sọc. Chịt mốc chịt kraoi cầm áo giả dục khlây tiệt ấy. Mình toàn bán tư chỗ bọn lục kru phong chỗ thư ca lãnh lưu xâm lê nền dế chịt hời. Đại lạc nhạc 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 Facebook rồi bà phẹ ở dưới chân rừng cửa đại miên chú mùa thà bộ phá lì dà bàn bằng hòa thá và đây xâm lành xôm tờ ở bàn sọc nà. Bà miên chết cao dân chụp khne tiệt nà bòng. Chỉ mỗi khne nụ phong đại có miên bòng bà ôn chỉ trả răng bàn cho rùm rùm lệch tốc giang kìm cớm vì sao cứ xa xa nụ sở đại bạch bằng cổ đó là ôm nè nâng chạy dục ả xá đó còn xa cục cục khne. Tại anh ta phát đó nơi tù miên lò lò đó xa áo khách khoam rin sốt. Tại bên này, lục cổ bàn tờ cháu phụ dân hơi. Bà, bây mật này cứ tẹt tôn nâng lục cổ vây khu mênh mà đấy. Bà, chụp nơi hạt ca cực nạ cho ra cho. Bà, bật chì cô ở sau sợ đài mà. Đài, bà chụp nơi bánh hà này. Hồi chì lục cổ bằng riêng đài phát đó chùm nẹt đăng. Đó là phôn phôn xa xa nó xa. Bà, ở miền nà cốt. Bà, một cô nà lục cổ bà chụp rừng bài bình thường lao. Bà xong với nhận khăn rồi bà ở lực rú từ khăn sổ kết phục và cầm bay khi khách lời. Bình mất dân mà tạm đàn lục ách nơi ạch tập bọt bò rộng biên mùi tiết bà trẻ tôn nâng lục sổ văn đất thí. Bà cầu bàn đọc lại nhau biên sở rầy phiếp vĩnh. Sắp tay ở KaKa Australia bàn bằng hòa xá bạp chạy đọt bà. Nẹ nà tự đẩn cầu khuyên lục sổ văn đất thí trâu bàn đọc lén. Sắp tay nẹ niên KaKa bộ phía chạy đọt bạp ít từ khăn lục thà. ព្រៃមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាការពីថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2020កន្លងទៅចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកសវណ្ណរិទ្ធិអតីតអគ្គនាយកសារព័ត៌មានធីវីអេសប៊ីរយៈពេល18ខែប៉ុន្តែទោសនោះតុលាការឲ្យអនុវត្តតែ5ខែ28ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយទោសសល់ប្រមាណត្រូវព្យួរ ជាក់ស្ដែងក្រោយឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធីត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញស្រាប់តែការបានបង្ហោះសារពោពាក្យបែបនេះទៅកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីថាប្អូននឹងក្រុមគ្រួសារសូមចូលរួមអបអរការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់បងប្រុសសុវណ្ណរិទ្ធីខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមហាជនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជានឹកធីវីអេសប៊ីនិងគ្រប់ទង្វើល្អនិងព័ត៌មានល្អៗរបស់ក្រុមធីវីអេសប៊ីដូចខ្ញុំដែរ ជាពិសេសពួកយើងតែងតែបងសួងចង់ឃើញក្រុមគ្រួសាររបស់បងជួបជុំគ្នាវិញនិងរស់នៅដោយសុភមង្គលដូចដាក់គេចាំមើលប៉ុន្មានថ្ងៃហើយតែមិនទាន់ឃើញបងផុសសោះជាពិសេសចង់ឃើញប៉ាប៉ាជួបជាមួយនឹងក្មួយបញ្ញាពរព្រោះហ្វេននាក់គ្រប់គ្រងបងទាំងអស់គ្នាពិតជាមានអារម្មណ៍អាណិតក្មួយស្រីណាស់ហើយតែងតែលើកទឹកចិត្តប្រពន្ធបងនិងកូនកូនរហូតពេលដែលបងមិននៅ ជាស្រីជាប្រពន្ធជាមាតាដូចគ្នាខ្ញុំពិតជាសរសើរប្រពន្ធរបស់គាត់មែនខ្ញុំកើតក្រោយប្រពន្ធគាត់ពីថ្ងៃមានទាំងប្តីនិងគ្រួសារខ្ញុំនៅពិបាកចោះតម្រុំគាត់ម្នាក់ឯងមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាកឹតដូចខ្ញុំខ្លះទៅសូមឲ្យបងជួបតែរឿងល្អៗពីពេលនេះតទៅបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងអ្នកនាងកាកាដែលយើងស្គាល់ថាគាត់ជាអ្នកឡៃសូមួយរូបផងដែរបាទនៅឯអូស្ត្រាលី ហើយគាត់បានបង្ហោះសារបាទទៅឲ្យទៅកាន់លោកសវណ្ណរិទ្ធីថានឹងមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនឹងឃើញក្រុមការងារTVFB បាទTVFB ហ្វេសប៊ុកហ្នឹងណាចាញ់ផ្សាយព័ត៌មានអីចឹងជាដើមបាទប៉ុន្តែរឿងនេះយើងមិនទាន់និយាយថាម៉េចនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងមានតែរង់ចាំមើលថាតើលោកសវណ្ណរិទ្ធីហ្នឹងត្រូវបានគេឲ្យបាទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអីសារដើមឡើងវិញឬយ៉ាងណាអរគុណណាប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទខ្លីនេះ